Hello, xin chào tất cả quý anh chị em đã trở lại với kênh của em. Thì kênh của em là Nguyễn Quy Ruby, trại của em ở Tân Thới, Phong Điền, Cần Thơ. Thì nhân dịp giữa tháng 9 thì bên em sẽ cập nhật một số dòng cá tập chơi và tiện giống có bên trại của Nguyễn Quy Ruby, cũng như một số chương trình siêu khuyến mãi, siêu đãi dành tặng cho anh chị em đợt này. Thì với giá trị đơn hàng 500k thì bên kênh Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ free ship cho anh chị em. Nhằm ăn mừng kênh Nguyễn Quy Ruby được 15k lượt đăng ký kênh, thì Nguyễn Quy Ruby cập nhật dòng đầu tiên cho anh chị em chơi, đó là làm AB Silverado. Thì AB Get Go Silverado thì bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 60k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á thì chỉ có 250k thôi. Thì thân mình của nó là trắng hồng latium ơn trước anh chị em, cực kỳ đẹp luôn. Thì đem show trên hồng kiến cho anh chị em xem nè. Amino Silvalo chỉ có 60k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 250k thôi. Giá cũng cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Thì anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh cùng Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn. Chốt đơn cho anh chị em. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng rồng xanh BDS Hắc Môn. Thì rồng xanh BDS Hắc Môn á, bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 100k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á thì chỉ có 450k thôi. Giá nó cũng cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Rồng xanh BDS Hắc Môn số lượng thì cực kỳ nhiều luôn chị ơi. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được. Giá nó cũng cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn anh chị em. Rồng xăm BDS Hắc Môn chỉ có 100k một cặp thôi. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 400k thôi. Tiếp theo em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng Dumbo Bit Air Latium tiện giống. Thì Dumbo Bit Air Latium tiện giống á, bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 120k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 500k thôi anh chị em. Giá nó cũng cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Thì anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được. Giá nó cũng cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Dumbo Coin Latium tiện giống chỉ có 120k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 500k thôi. Tiếp theo thì em sẽ cập nhật cho anh chị em chơi một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ luôn. Siêu rẻ, siêu bền, siêu đẹp, siêu ưu đãi cho anh chị em chơi luôn, đó là dòng cá Dumbo Bit Air Latium tiện giống anh chị em. Thì Dumbo Bit Air Latium tiện giống á, bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 80k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á thì chỉ có 350k thôi. Thì tính ra nếu chị em bắt combo 5 cặp thì cũng chỉ có 70k một cặp thôi. Lưng full latium tay bơi xanh đậm, bản đuôi là bản đuôi BDS Hắc Môn luôn chị ơi. Số lượng cực kỳ nhiều, cực kỳ rẻ luôn. Thì anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn anh chị em. Hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được. Giá nó cũng cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ anh chị em ơi. Rồng Dumbo Bit Air Latium tiện giống thì số lượng cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn anh chị em. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng Blue Coin Sọt. Thì Blue Coin Sọt á, lẻ bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 200k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á, thì chỉ có 900k thôi. Thì đầu của con Blue Coin Sọt nó có hai màu anh chị em, là màu xanh dương và màu xanh lá cây anh chị em. Giá cũng cực kỳ rẻ luôn Blue Coin Sọt. Thì sẵn đây em cũng xin nhắc lại cách thức mua hàng của bên kênh Nguyễn Quy Ruby cực kỳ đơn giản, dành cho những chị em đã từng mua hoặc chưa mua bên kênh Nguyễn Quy Ruby biết cách thức mua hàng. Là anh chị em chỉ cần chụp màn hình cái loại cá anh chị em yêu thích và gửi qua số điện thoại Zalo thì bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được, số này em cũng đang sử dụng. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng coin Get Air. Thì coin Get Air cũng chỉ có 60k một cặp thôi, anh chị em bắt combo 5 cặp á thì chỉ có 250k thôi anh chị em. Giá nó cũng cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Thì anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em. Hoặc là anh chị em điện trực tiếp cho em cũng được, số này nó cũng cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm luôn. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng rồng đỏ BDS Hắc Môn nha anh chị em. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi, đó là dòng rồng đỏ BDS Hắc Môn. Thì rồng đỏ BDS Hắc Môn á, bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 100k một cặp. Anh chị em bắt combo 5 cặp á thì chỉ có 400k thôi. Anh chị em thấy cái vây đuôi BDS Hắc Môn cực kỳ đẹp không? Số lượng thì cũng cực kỳ nhiều luôn. Thì chút xíu em sẽ quay con cá mái con rồng đỏ BDS Hắc Môn cho anh chị em xem.
Thì bờ gồng đỏ BDS chỉ có 100k một cặp thôi, anh chị em bắt combo 5 cặp á thì chỉ có 400k thôi. Thì đây là cá mái của đồng đỏ BDS anh chị em. Thì đợt này bên em sẽ nhận ship đơn hàng từ 200k, phí ship toàn quốc là 40k. Bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị em cái đồng shop để anh chị em chơi, và không tính tiền thùng shop. Anh chị em nhận hàng thì sẽ được kiểm tra hàng và có chính sách bảo hành đối với kênh của Nguyễn Quy Ruby anh chị em. Thì tiếp theo em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Moly sọt latium đuôi én mắt đen. Thì Moly sọt latium đuôi én mắt đen á, thì bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 80k một cặp. Anh chị em bắt cơm 80k một cặp thôi anh chị em. Thì anh chị em thấy cái vây đuôi BDS Hormone cực kỳ đẹp không? Thì đợt này bên em cũng có cập nhật cho anh chị em Moly sọt latium đuôi én mắt đỏ. Thì chút xíu em sẽ cập nhật cho anh chị em. Thì Moly là tìm đuôi én mắt đen á, thì bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là chỉ có 80k một cặp thôi, gồm có trống có mái nha anh chị em. Thì anh chị em thấy cực kỳ đẹp không? Thì dòng này nó dễ nuôi nên giá nó cũng cực kỳ mềm luôn. Tiếp theo thì cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Moly sọt latium đuôi én mắt đỏ, thì chỉ có 120k một cặp thôi anh chị em. Xây thì cũng là xây to luôn, cá cũng là xây to, số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em Moly sọt latium đuôi én mắt đỏ. Chỉ có 120k một cặp thôi. Thì tiếp theo á, đợt này bên em cũng có cập nhật cho anh chị em chơi các dòng cá lóc quay xanh có bên trại của Nguyễn Quy Ruby. Nếu anh chị em có nhu cầu muốn mua cá lóc quay xanh thì có thể coi tới cuối video để bên kênh Nguyễn Quy sẽ cập nhật và báo giá cho anh chị em. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi một dòng cá quốc dân cực kỳ đẹp luôn, được mang tên là Blue Tarzan anh chị em. Thì Blue Tarzan nó lẻ chỉ có 40k một cặp thôi. Anh chị em bắt combo 5 cặp á thì chỉ có 150k thôi. Đầu của nó màu xanh xanh như cái nón bảo hiểm để bảo vệ nó anh chị em ơi, số lượng cực kỳ nhiều luôn. Blue Tarzan chỉ có 40k một cặp, anh chị em bắt combo 5 cặp á thì chỉ có 150k thôi anh chị em. Đầu xanh xanh, giá nó cực kỳ mềm luôn. Thì đợt này á thì bên em sẽ nhận hàng, sẽ cho anh chị em kiểm tra hàng thoải mái, với điều kiện là anh chị em quay video giúp Nguyễn Quy Guppy. Lúc anh chị em kiểm tra hàng, nếu cá nó có vấn đề gì thì bên em sẽ hỗ trợ và bảo hành tận tay cho anh chị em, nên chị em cứ yên tâm vấn đề đó. Tiếp theo thì cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng Full Rep Blue Air. Thì Full Rep Blue Air cũng chỉ có 40k một cặp thôi, anh chị em bắt combo 5 cặp á thì chỉ có 150k thôi anh chị em. Giá nó cũng cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Thì chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, hoặc là anh chị em điện trực tiếp chân cũng được. Giá nó cũng cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn, số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo hoặc là điện trực tiếp chân cũng được. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng rồng tím màu sắc. Thì rồng tím màu sắc á chỉ có 60k một cặp thôi, anh chị em bắt combo 5 cặp á thì cũng chỉ có 250k thôi. Giá nó thì cũng cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn anh chị em, hoặc là anh chị em điện trực tiếp chân cũng được. Tiếp theo em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng AB Get Go Setter. Thì AB Get Go Setter chỉ có 50k một cặp thôi, anh chị em bắt combo 5 cặp á thì chỉ có 200k thôi. Giá nó cũng cực kỳ mềm luôn, số lượng thì cực kỳ nhiều luôn. Anh chị em cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo để bên kênh của Nguyễn Quy Ruby sẽ hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho anh chị em, hoặc là anh chị em điện trực tiếp chân cũng được. Số này cũng đang sử dụng Ameri, thì này là xe tơ anh chị em, nên cái hoa hồng của nó chưa rủ nhiều, còn hoa hồng nó rủ nhiều quá thì nó sẽ xây bự, anh chị em nuôi thời gian nó sẽ rủ thành cái bông hoa hồng luôn. AB Get Go Setter chỉ có 50k một cặp thôi, anh chị em bắt combo 5 cặp á thì chỉ có 200k thôi. Tiếp theo thì em cập nhật cho anh chị em chơi đó là dòng lốc vây xanh. Thì lốc vây xanh bên em sẽ bán cho anh chị em chơi lốc vây xanh thì bên em sẽ bán cho anh chị em chơi là 100k một con. Giá nó cũng cực kỳ mềm, cực kỳ rẻ luôn. Thì nếu chị em muốn bắt chống mái thì có thể liên hệ bên em sẽ lựa chống mái cho anh chị em. Lốc vây xanh chỉ có 100k một con thôi anh chị em. Thì sẵn đây cuối video, bên kênh Nguyễn Quy Ruby cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị em đã tin tưởng và đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua. Xin anh chị em để lại cho em một lượt like, một lượt share, một lượt subscribe, một lượt bình luận, một lượt đăng ký kênh để kênh Cá Cảnh Nguyễn Quy Ruby ngày càng phát triển hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị em đã tin tưởng và đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua.